Chào mọi người, hôm nay tôi vô tình lướt qua một cái trang báo điện tử, đọc được một cái báo của một cái anh kỹ sư của tập đoàn Sun Group. Anh này anh phụ trách để thi công cái bệnh viện dã chiến tại cái nhà thi đấu Tiên Sơn Đà Nẵng. Sau khi thi công xong bệnh viện thì anh có cảm nhận, anh chia sẻ trên cái trang báo điện tử như sau. Tôi xin đọc cho mọi người cùng nghe nha. Làm được gì cho Đà Nẵng? Sáng mùng 1 tháng 8, lãnh đạo thông báo ngắn gọn, chúng ta sẽ tài trợ và nhận trách nhiệm thi công bệnh viện dã chiến tại cung thể thao Tiên Sơn. Làm công việc quản lý xây dựng tại Sun Group gần chục năm nay, các chiến dịch thần tốc, các công trình quy mô tầm cỡ, khó khăn đối với tôi không còn xa lạ. Nhưng một công trình chứa đựng niềm tin tưởng và trong ngóng của lãnh đạo, của người dân Đà Nẵng trong lúc thành phố đang nước sôi lửa bỏng như bệnh viện dã chiến Tiên Sơn, thì đây là một lần đầu tiên trong đời tôi nhận nhiệm vụ này. Sau khi bệnh viện được hoàn thành và bàn giao cho thành phố trong vòng 3,5 ngày, được Sở Xây dựng đánh giá rất cao về mặt hoàn thành, tiến độ cũng như về chất lượng, tôi nhận được nhiều lời động viên khích lệ từ anh em bạn bè. Có người hỏi lúc đó có lo lắng không, có e ngại không, có thấy trách nhiệm nặng nề không, có sợ không làm được không. Tôi chỉ cười lắc đầu, điều duy nhất tôi nghĩ tới đó là vô việc ngay thôi. 3 ngày rưỡi là một khoảng thời gian làm nên một cái công trình ý nghĩa nhất trong đời làm nghề của không những riêng tôi mà còn của rất nhiều anh chị em trong đội ngũ của tôi, và nhiều bạn bè ở các đơn vị đã hỗ trợ khác. 3,5 ngày cũng là một khoảng thời gian tôi thấm thía trọn vẹn tình đồng bào máu mủ, tình quân nhân bền chặt mạnh mẽ thế nào. Ngày sáng mùng 1 tháng 8, một cuộc họp gấp gáp được triệu tập. Ngay sau tin nhắn thông báo ngắn gọn qua điện thoại, những gương mặt lo lắng căng thẳng sau lớp khẩu trang dày vẫn có thể dễ dàng nhận ra qua ánh mắt của các lãnh đạo thành phố lẫn đại diện tập đoàn. Thành phố đặt ra thời hạn hoàn thành phần lắp đặt bệnh viện trong 6 ngày. Nhận nhiệm vụ, anh em lập tức đặt cho mình một mục tiêu khác, cần phải sớm hơn. Thế nữa, chỉ 4 ngày và trong tay tôi chỉ có vỏn vẹn có 30 người. Nhưng khi biết chúng tôi làm bệnh viện dã chiến cho thành phố, liên tiếp những tấm lòng quyết tâm mong muốn tham gia, tôi nhớ ngắn gọn của một cậu đồng nghiệp trẻ: em có thể giúp gì được cho Đà Nẵng không? Và thế là chúng tôi xuống trận. Chiều hôm đó tôi đã có 120 người. Thiết kế sơ bộ đã được thành phố đưa ra, và với sự cởi mở của lãnh đạo thành phố trong việc tìm ra phương án phù hợp, thực tế nhất, hiệu quả nhất vì mục tiêu chung, thiết kế mẫu đã được triển khai ngay trên công trường chiều hôm đó. Các cơ sở ban ngành sẵn sàng phối hợp tất cả các nhà thầu uy tín có mặt, nhân sự rút từ Đà Nẵng từ Quảng Nam tới Đà Nẵng sẵn sàng tham gia 24/7. Không chút ngần ngại, hàng trăm cán bộ nhân viên của chúng tôi từ cấp lãnh đạo cho tới các bộ phận cây xanh, lao công ở các đơn vị, bộ phận ngay lập tức triển khai công tác mua sắm, hậu cần, tình nguyện góp sức, sẵn sàng làm thâu đêm dù biết đây là một công việc không nhận được lương. Sáng mùng 2 tháng 8, chúng tôi bắt tay vào thi công. Khó khăn là có thực, không một ai trong chúng tôi từng làm một công trình như vậy, lúng túng từ khâu thiết kế cho tới các phương án cải tạo và thi công để biến một nhà thi đấu thành một bệnh viện đầy đủ công năng theo các yêu cầu y tế khắt khe, từ hướng cửa cho tới yếu tố về vô trùng, hệ thống thông gió, vệ sinh, v.v. đều phải đáp ứng được yêu cầu an toàn trong phòng dịch Covid-19. Chỉ có tối đa 4 ngày để vừa mua sắm vật tư, vừa thi công trực tiếp. Có những việc buộc phải phá lệ, anh em bảo nhau nếu bị phạt thì cũng coi như mình làm cho nhân dân. Không ngần ngại, chỉ cốt sao việc trôi nhanh nhất. Những khó khăn kỹ thuật liên tục nảy sinh trong quá trình
thi công một công trình chưa từng có tiền lệ, chẳng hạn như việc thi công một công một bệnh viện giả chiến trên nhà thi đấu không nhưng không được đụng chạm đến thảm sàn nhà thi đấu, không được làm chảy xước nền, liên kết của kết cấu khung không được liên kết xuống nền nhưng vẫn phải đảm bảo đúng thiết kế và các tiêu chuẩn khắt khe đã đặt ra. 3,5 ngày nỗ lực không ngừng nghỉ. Cung thể thao Tiên Sơn rộng 94.000 m², dường như thêm manh mong qua hơi thở gấp gáp khẩn trương của sau lớp hai lớp khẩu trang thấm ướt mồ hôi của những bước chân thoăn thoắt di chuyển thao tác 24 giờ mỗi ngày không ngừng nghỉ của hơn 500 người. Khoảnh khắc ấy tôi nghĩ đến hàng trăm bác sĩ đang gồng mình trong bộ quần áo bảo hộ ngột ngạt ở tuyến đầu, song pha dần dần lấy sự sống của từng đồng bào trong cơn khốn khó. Khoảnh khắc ấy tôi nghĩ đến các chiến sĩ biên phòng nơi rừng sâu nước độc, bất chấp nắng mưa thiếu thốn canh giữ từng mét đường biên giới để bảo vệ Việt Nam an toàn khỏi sự xâm nhập của dịch bệnh. Khoảnh khắc ấy tôi nghĩ đến những người anh em từ các địa phương khác, chung một dòng máu Việt đang đổ mọi tình thương yêu và nguồn lực chi viện cho Đà Nẵng. Và khoảnh khắc ấy tôi nghĩ đến những người đồng nghiệp của tôi tại sân bay quốc tế Vân Đồn, 6 tháng qua vững vàng bình tĩnh đối diện với dịch bệnh, đón đồng bào mình về nước cùng một lý tưởng về lòng yêu nước thấm đượm như chúng tôi đang tiếp nối ở nơi đây. Và tôi thấy tôi thật nhỏ bé trước không gian 4.500 m² này, nhỏ bé trước tình yêu, sự đoàn kết và kiên cường quá lớn lao này, nhỏ bé trước sự vững chãi bình tĩnh của các đồng chí lãnh đạo thành phố trong tâm bảo sát cánh cùng chúng tôi cả công trường đặc biệt này, để rồi cảm thấy một nguồn sức mạnh trực tiếp thêm không ngừng nghỉ mỗi giờ phút trôi qua để làm cho một công trình đặc biệt chất lượng nhưng không mong được đưa vào sử dụng nhất. Ngày cuối cùng đứng trước một bệnh viện giả chiến thần tốc đã đâu vào đấy khang trang đạt tiêu chuẩn cách ly đối với Covid-19, lòng tôi cảm giác đan xen nhiều cảm xúc, nhẹ lòng vì yên tâm bà con mình đã có chỗ trú an toàn đàng hoàng nếu không may vướng vào dịch bệnh, xúc động sự đoàn kết và tình người ấm áp những ngày qua, thoáng lo âu nghĩ đến tình thế buộc phải mở rộng quy mô giường bệnh, hy vọng vào sự kiên cường vào ngày mai tươi sáng mà Đà Nẵng của chúng tôi vững vàng vượt qua. Tôi có thể làm gì cho Đà Nẵng? Mỗi chúng ta đều có thể bằng tất cả tấm lòng và trách nhiệm của mình vì bản thân, gia đình, cộng đồng để giữ vững một đất nước bình yên như chúng ta đã làm được những ngày qua. Đoàn Khắc Trung. Đấy, các bạn thấy một cái cảm xúc khi ai đó đã thực hiện được một cái trách nhiệm bản thân mình cho cộng đồng và xã hội, đó một cảm xúc từ đáy lòng mà họ muốn gửi được cái tâm tư chia sẻ cho mọi người thấu hiểu được những cái công việc mà họ, những người đã góp phần để bảo vệ, hỗ trợ cho người dân Đà Nẵng trong những cái ngày mà dịch bệnh đã bùng phát này. Cảm ơn mọi người đã theo dõi cái clip chia sẻ của tôi. Xin chào, hẹn gặp lại.